Năm 2023, các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai thực hiện rất nhiều nhiệm vụ quan trọng, vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài. Nhờ sự chỉ đạo sâu sát của Thường vụ Đảng ủy Bộ Chỉ huy, cấp ủy chính quyền địa phương, các đơn vị đã đoàn kết hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Ghi nhận tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Điền là cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Với chức năng vừa là cơ quan tham mưu, vừa triển khai chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, năm 2023, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Điền đã xác định triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng và khó khăn. Trong đó, bên cạnh việc duy trì thực hiện có hiệu quả công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng Đảng bộ quân sự huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thì diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện được xác định là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Do đó, để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã có nghị quyết lãnh đạo toàn diện và sát đúng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Trong đó, Đảng ủy cũng đã xác định tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời đề ra những khâu đột phá trong từng nhiệm vụ với quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Ngay từ đầu năm, thì Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã làm tổ công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, ban hành nghị quyết, kế hoạch để triển khai thực hiện tốt cái nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Đặc biệt là chúng tôi làm tốt công tác tham mưu để lãnh chỉ đạo, làm tốt công tác chuẩn bị từ cơ sở vật chất, từ sở chỉ huy diễn tập, rồi là văn kiện, rồi là con người, lực lượng để là lãnh chỉ đạo thực hiện tốt cái nhiệm vụ diễn tập. Nhờ xác định tốt những nội dung trọng tâm, vì vậy Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã có sự tham mưu kịp thời, triển khai thực hiện hiệu quả trên tất cả các nhiệm vụ. Trong đó, đã tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện chỉ đạo làm tổ công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ một cách chặt chẽ, nghiêm túc. 100% thanh niên lên đường nhập ngũ đều đảm bảo chất lượng tốt về sức khỏe và phẩm chất chính trị. Bên cạnh đó, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật cũng được đơn vị thường xuyên duy trì một cách nghiêm túc, hiệu quả. Từ đó, chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện không ngừng được nâng lên. Quán triệt thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu, chỉ thị hướng dẫn của Bộ Chỉ huy tỉnh về tổ chức huấn luyện năm 2023. Quá trình huấn luyện, chúng tôi chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ khả năng huấn luyện cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác huấn luyện. Đồng thời, quá trình huấn luyện lồng ghép với là các kỹ năng trong công tác cứu hộ cứu nạn và thực hiện nhiệm vụ quan trọng ở trên địa bàn. Công tác đảng, công tác chính trị thường xuyên được Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, nhất là triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực sự lan tỏa trong toàn lực lượng vũ trang huyện. Từ đó, 100% cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong toàn lực lượng vũ trang huyện luôn an tâm tư tưởng, công tác, xác định tốt mọi nhiệm vụ được giao. Năm qua, Đảng bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Điền đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu mà đầu năm đã đề ra. Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Điểm nổi bật trong năm 2023 đó là với vai trò là cơ quan tham mưu, hiệp đồng và triển khai thực hiện trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Điền đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh, huyện tổ chức chỉ đạo triển khai một cách chặt chẽ từ khâu xây dựng văn kiện diễn tập, xác định cả khu vực thực binh đến xây dựng phương án bắn thực binh. Đặc biệt, mặc dù cuộc diễn tập có sự huy động một lực lượng rất lớn về quân số và vũ khí trang bị, song với sự hiệp đồng chặt chẽ, công tác chuẩn bị chu đáo và tập luyện nghiêm túc, do đó cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, được Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Điền trong năm 2023 đã nỗ lực quyết tâm thực hiện tốt cái nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh và triển khai thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2023 toàn diện trên tất cả các mặt công tác. Nổi bật nhất đó là vấn đề diễn tập thực binh khu vực phòng thủ của huyện. Đây là một cuộc diễn tập lớn nhất từ trước đến nay, huy động sức mạnh của các lực lượng
huấn luyện và sự giúp đỡ của Bộ Chỉ huy Quân sự của tỉnh. Như vậy, cuộc diễn tập thực binh khu vực đánh địch tập kích trên biển đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có thể khẳng định, với những kết quả thành tích đạt được trong năm 2023, lực lượng vũ trang huyện Phong Điền xứng đáng là lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh. Để ghi nhận những kết quả đó, năm 2023, lực lượng vũ trang huyện Phong Điền đã được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Tư lệnh Quân khu đề nghị Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua xuất sắc.